Anh em mới có hàng lăn xê nhé, hôm nay tôi mới nhập về nhé. Mới nhập về chưa làm, bây giờ bắt đầu làm đây anh em. Đồ vừa nhập về đây xong. Lưỡi quá trời lưỡi luôn. Hôm nay thì bét tên là nhà lăn xê cho anh em, khóa này. Khóa xoay này. Dây này, đầu xo này. Đây anh em. Khoảng bây giờ tôi bắt tay và tôi làm thì chỉ ngày mai là có đồ thôi, bắt đầu lác đác là có đồ, anh em lấy thì cứ để lại số điện thoại thôi. Thế còn rất đơn giản thôi, anh em lấy thì còn để lại số điện thoại. Thế còn cái lăng xê này tôi không phải quảng cáo nhiều, anh em xem quá nhiều video clip tôi đi câu lăng xê rồi, kể cả về mồi câu cũng thế. Đây. Buộc hết chỗ này cũng rụng rời chân tay luôn. Hôm nay thì lần này tôi lấy là khá nhiều đấy, lần này làm hết chỗ này thì bét lại là nhà luôn. Tôi vừa tôi cắt vỉ ra sau này cho vào được đầy đúc một hộp luôn, khóa này, khóa xoay này, khóa xoay xịn luôn, cái gì cũng xịn, tôi chơi toàn đồ xịn không chơi đồ đều anh em nhé. Đấy, bắt đầu thông báo với anh em là bắt đầu có lăng xê thì thôi. Dù này 2.5. Đây, trọng lượng 18,5 kg. Đấy, ok anh em. Lưỡi câu Nhật này 25.000 một vỉ, một vỉ 6 lưỡi. Đấy, 25.000 một vỉ, một vỉ 6 lưỡi. Tôi cắt được tần này anh em biết được tôi lấy bao nhiêu vỉ. Đây. Ok anh em nhá. Anh em lấy thì cứ để lại số điện thoại đặt hàng thôi, tôi sẽ tự động liên hệ, không cần làm bất cứ cái gì cả. Ok anh em.